ngày 24 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Đa Thuấn, sinh năm 1994, trú tại thôn Phương Tường, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 13 tháng 6, Công an huyện Hữu Lũng tiếp nhận tin báo của Ban Quản lý Đền Công Đồng Bắc Lệ, một ngôi đền nổi tiếng của miền Bắc, có lịch sử hàng trăm năm tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về việc bị kẻ gian đột nhập vào đền lấy đi 50 chỉ vàng và khoảng 5 triệu đồng tiền mặt. Tổng tài sản bị mất trộm khoảng 380 triệu đồng. Sau 4 ngày điều tra, đến khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 6, Công an huyện Hữu Lũng đã bắt giữ Nguyễn Đa Thuấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Đa Thuấn khai nhận, sau khi lấy trộm vàng và tiền tại đền Bắc Lệ, đã di chuyển qua nhiều địa phương như Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và lên xe khách di chuyển vào miền Trung rồi đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình di chuyển, đối tượng thường xuyên thay đổi quần áo nhận dạng, lựa chọn các tuyến đường ngõ, ngách không có camera để tránh bị phát hiện. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng liên lạc với những người làm dịch vụ cấp hộ chiếu nhằm trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện ý định của mình thì Nguyễn Đa Thuấn đã bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đa Thuấn khai nhận đã bán số vàng trộm cắp cho 3 cửa hàng khác nhau tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương được 227 triệu đồng. Thuấn mua tặng người yêu một chiếc xe máy Honda Vision nhân dịp sinh nhật và dùng vào các mục đích cá nhân khác. Hiện công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.